Chào mọi người, mình là Trung với kênh cần câu nhập bãi nha mọi người. Này, tiếp tục quay cần câu để cho mọi người lựa này. Dòng nó qua một quay dễ cao nha, dễ cao. Đầu tiên là một cây cần phíp hiệu gì đây, chất liệu phíp nha mọi người, rút. Đấy, ngoại hình của cây cần này thì 90% trở lên. Đấy. Này, khoan này, kim loại còn đá này. Thôi ăn dĩ về đánh ra là hết nha mọi người. Đọc này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 đoạn nha mọi người, có 6 đoạn tất cả. 6 đoạn. Cái này dài 3 m, thu vào là 75 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 240 g nha mọi người, cân nặng 240 g, giá 180.000. Số 1. 180. 180.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2. Số 2 là một cái cần gì đây? Đây. Cái cần này made in Korea nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp nè. Và hình của cây cần này 90% trở lên nhé. Phan này, phan kim loại luôn nha mọi người. Đọc, đục. Bạn có tay rồi à, này gãy rồi thôi. Để mình lấy phụ kiện nha mọi người. Đây, đây nè. Nó kiểu duy nhất một chữ này thôi nha mọi người. Cây này chất liệu phíp, ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 75-80% thôi. Đây, khoan kim loại này, về đánh ra nhé. Đấy, cây này cỡ này thôi. Như cây nãy úng quá, gãy nha. Đấy, 1, 2, 3. Nó có 3 lóng thế nè. 3 lóng. Cái này dài 2 m, thu vào 78 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng là 160 g nha mọi người, cân nặng 160 g. Cái này cây số 2, giá 100. Tiếp theo là một cây này, hiệu như thế này thôi đấy. Cây này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì cũng được 80% rồi đây. Này, chỗ này chỉ dính keo thôi nha mọi người, dính keo thôi. Về rửa là dầu là nó ra ngay à. Đây, nó có phèn thì hơi bị oxy hóa tí, về đánh cho nó trơn là được. Đấy, đọc này cũng đọc cứng nha mọi người. Đấy, người về bẻ vừa thôi, đọc này đọc cứng. Đấy. 1, 2, 3, 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. Cần này dài 2,4 m, thu vào là 87 cm, đường kính độc đỉnh là 2,9 ly, cân nặng là 200 g, giá 100.000. Cái này số 3, giá 100 nha mọi người. Tiếp theo cần số 4. Đây, tương tự cái cần lúc nãy mà dài 2,7 m nha mọi người. Đây, cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này thì cỡ 70-75% thôi. 70-75%. Đây, phan bên này thì đẹp hơn, không có phan kia. Đấy. Ở trong này sơn nó hay bị nổ nha, sơn bị nổ nha mọi người. Đấy, 1, 2. Đây nè, sơn bị nổ này. 3 đoạn. Nó cũng có 3 đoạn thế thôi. Đây. Bát nhựa này. Đây. Số 2, số 3, giờ số 4 đều bát nhựa hết. Đây. Cần là dài 2,5 m này. Ủa. Đường ra 2,5 m ta.
Để mình thử lại nhé. Còn 27 à, bước ra giờ còn 25 à. Hai mét sáu mọi người, vươn ra giờ chỉ còn 2m6 thôi. Đấy, nó không có bị gãy nhưng mà có điều là nó thật nó hao hụt thế nào đó, giờ chỉ còn 2m6, là 2m6 nha mọi người. Đấy, 2m6, thu vào 98 cm, đường kính đột đỉnh là 2,9 ly, cân nặng là 220 gram. Đấy, số 4 giá 80. Đấy, 80. Đồ này mua về cao lạc vặt chơi. Đây, tiếp theo là cây cần số 5. Đây, cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Quả hình của cái cần này thì khoảng 85-90% đấy, hơi dính keo tí thôi, còn mọi người về rửa ra là sạch à. Đây, dàn khoen còn ok nha mọi người, khoen còn ok. Đấy, còn đá rồi trong này nó chỉ bẩn thôi, về rửa là sạch nhá. Này, thọc này. Đấy, 1 2 3 4. Đấy, 4 đoạn tất cả nhé. 4 đoạn ách thường này. Cái này dài 3m6, thu vào là 1m06, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 360 gram. Cái này cây số 5, giá 130, 130 nha mọi người. Số 6 lùng khuê cần, đây, điều gì đây, chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 95% trở lên. Đấy, vàng này, kim loại này. Một, hai, ba, ba lóng tất cả nha mọi người, ba lóng. Cái này dài 2m7, thu vào là 1m, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 200 gram, giá 100. Cái này cây số 6, 100. Tiếp theo cần số 7, cái này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó thì cái này khoảng cỡ 90%. Đấy, vàng này, vàng ok nha mọi người, hơi bị rỉ bên ngoài thôi, còn bên trong còn đá đồ ok nhé. Một, hai, ba, bốn lóng tất cả nhé, bốn lóng. Cần này dài 3m rưỡi, thu vào 1m, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 210 gram, khá là nhẹ. Cái này cây số 7, số 7 giá 190. Số 8 tiếp tục là y cái cây số 7 luôn. Đấy, y chang cây số 7 luôn. Đấy, ngoại hình của cây này cũng 90% trở lên nha mọi người. Đấy, vàng này, vàng cũng còn ok này. Đấy, đá biết còn hơi rỉ bên ngoài thôi. Đấy, bát bát thường. Đấy, dài 3m rưỡi, thu vừa. Đây, cái đường này, cái thông số này nó tương đương như nhau nha mọi người. Đấy, thì nó cũ nên mình đo có hồi nó hơi lệch tí. Dài 3m rưỡi, thu vào 1,02 m, đường kính đột đỉnh là 1,9 ly, cân nặng 160 gram.
là cây số 8, 190. Tiếp theo số 9, cây cần đây, chịu đây. Cây cần này chất liệu phíp nha mọi người, ngoại hình của nó khoảng cỡ 80%. Đấy. Phan hư hết rồi, phan hư hết rồi, phan kim loại hư hết rồi. Màu 2 3, nó có 3 đoạn. Cái này về làm cần câu tải luôn được, câu giật thôi. Dài 28, thu vào 1m02, đường kính đột đỉnh là 2,3 ly, cân nặng là 200g. Cái này cây số 9, 80.000. Số 9, 80.000 nha mọi người. Số 10 là một cây cần Shimano. Cần Shimano. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 90%. Đây, phan còn đá nhưng mà bị nứt vỡ ra đây. Đấy. Về mọi người có dán keo chế lại được thì chế, còn không chế được thì thay luôn 4 cái phan này đi. Đầu bu Fuji thì còn ok nhé. Này. Đấy. 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn. 3 đoạn nha mọi người. Đây, cần là dài 28, thu vào là 1m1, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 240g. Đây, đây là cây số 10, giá 120.000, 120.000 nha mọi người. Số 11 là cái cần hiệu nữa đây, cái Eco Club này sản xuất năm 2014 mà. Cái cần này á chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này 90% trở lên. Đây. Bát hai bô gì đây. Dàn phan này, phan kim loại này. Có gắn đá này, ok này. Đấy. Đầu bô ok luôn. Một, 2 3 4 5 nha mọi người, 5 lóng tất cả. 5 lóng. Cần này dài 4m3, thu vào là 1m04, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 280g. Giá 270.000. Cây cần số 11. 270.000. Tiếp theo cần số 2, đây tên hiệu nó chỉ có chữ này thôi. Cần này chất liệu phíp nha mọi người, ngoại hình của cái cần này 90% trở lên. Bát thường này, phan kim loại có gắn đá này. Đấy, ok nhé. Đấy. Đọc này. 1, 2, 3 lóng. Cần này dài 3m, thu vào là 1m08, đường kính đột đỉnh là 2,8 ly, cân nặng là 180g. Cái này cây số 12, 180.000. Tiếp theo cái cần số 13. Đấy. Chữ tay nó chỉ có chừng nãy thôi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng cỡ 80% trở lên. Dàn phan này, phan thì nó bị rỉ bên ngoài này, còn đá thì ok nha mọi người. Đá thì còn ok. Đấy. Màu 2 3 4. Nó có 4 lóng.
bông long bát vặn này. Còn này dài 3,6 m, thu vào là 1,01 m, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng 280 g. Này, cần này số 13, 201, 13, 201 nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 14, đây, cái này là China xuất nhập rồi, đúng rồi, China xuất nhập nha mọi người, hàng China xuất nhập. Đấy, đồ mình là đồ bãi Mỹ, bãi Nhật, nên thành ra là cho dù là made in China thì cũng xuất sang thị trường Nhật nha mọi người. Đấy, cần này ngoại chất lượng là làm một chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó thì 90-95% trở lên. Đấy, dàn fan này, fan còn ok nhé, đá đít còn ok, thì hơi rỉ với mặt kim loại bên ngoài thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng tất cả nha mọi người, bốn lóng. Thắt vặn này, cần này dài 3,6 m, thu vào là 99 cm, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 280 g. Giá 250. Cây số 14, 250. Tiếp theo, số 15, lại là một cây cần này. Đấy, cây này chắc cũng chia đa xuất nhập rồi, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình cây cần này khoảng 90% trở lên. Đấy, nó bị hư hư một cái phang cuối này. Đấy, một, hai, ba, bốn lóng, bốn lóng tất cả. Cái cần này làm bằng chất liệu gì mà nó nhẹ kia, phíp nha mọi người, nó nhẹ lắm. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào là 1 m, thu vào 1 m, đường kính đột đỉnh của nó là 1,9 ly, cân nặng là 180 g. Cái này số 16, 15 chứ, 15. Này số 15, 160.000, 15, 160.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 16 này, đây, cái này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này 90% trở lên. Đấy, dàn fan này, đấy, đọt khá là to cứng nha mọi người. Đây, mình vũ một tới đây thôi đấy. 1, 2, 3, 3 lóng. Bát thường rồi. Rồi, cần này chưa giá bán lúc nào không biết. Chờ mình một tí nha. Đợi mình tí, đo luôn lại cái cần nè.
dài 2m7 nha mọi người, 2m7. Anh coi thu vào đi, thu vào là 1m nha mọi người, 1m. Anh đo cái đọt đỉnh thôi nè. Đường kính đọt đỉnh là 3,4 ly. Đường kính đọt đỉnh 3,4 ly. Cân nặng cái này cân nặng 220g nha mọi người. Cái này cây số 16. Đây là bán 200. 16 200 nha mọi người. Tiếp theo thằng số 17, tay mình chữ vừa thấy rồi. Cái thằng này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 80-85% này. Dàn phan thì 4 cái phan này mình coi như là hư hết rồi đấy. Đấy. Còn được cái đầu bu đó là cứng cáp, 1, 2, 3, 4 đoạn nha mọi người. Đấy. Có tất cả 4 lắm bát thường này. Cân này dài 3m7, thu vào 1m03, đường kính đọt đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 300g. Cái này cây số 17 tháng 130. 17 130. Tiếp theo cây số 18 Kuten này, cây này chắc China xuất nhập rồi. China xuất nhập này. Cây này á, chất liệu là phíp, ngoại hình của nó 90-95% trở lên nha mọi người, rất là mới fan này, đẹp luôn, anh kim loại có đá. Đây, 1, 2, 3 lắm rồi, 3 lắm. Cần này dài 3m, thu vào 1m08, đường kính đọt đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng của nó là 210g. Cái này cây số 18 190. 18 190 nha mọi người. Cần số 19 này, cần hiệu này, cái cần này cũng China xuất nhập nha mọi người, China xuất nhập H2Bo gì đây. Cái cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85-90%. Cái dàn phan thì còn đá khá là rỉ bên ngoài phần kim loại rồi đấy. Và chỗ này nha mọi người này, chỗ này đây, chỗ này người ta sao người ta cột cố định cái chỗ này đây, mình cũng không rõ được, nhưng mà mình uống thử cái đọt cho mọi người thấy nhá. Đấy, ok nhá. Còn cái phan này thì giờ nó mắc ở chỗ này rồi, nó không tụt lên được nữa. Đây, càng này chạy là phíp, nhưng mà cái đọt này là sợi thủy tinh nha mọi người. Đó, đọt đây là sợi thủy tinh. Đấy, mình uống cho mọi người thấy luôn. Đấy, đọt của nó đây. Đấy, nó bị mắc một đoạn như thế này, mắc lại không tụt xuống được. Đó, mắc lại không tụt xuống được. Trên này thì người ta cũng thay cái đó, thay cái đầu bu rồi. Đấy, không biết nó còn một xí trên này nữa hay là như thế nào mà người ta đã thay rồi. Chắc có lẽ lúc trước gãy cái mắc cái đầu bu, người ta sợ tụt, người ta dán luôn cứng cái này chứ không tụt hết mắc cái phan này. Đấy, như thế này thôi nhé.
Con tàu làm gì lóng luôn chứ. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng tất cả nha mọi người. 5 lóng tất cả. Cái này dài 4m3, thu vào là 1m4, đường kính đọc đỉnh là 1,2 ly. Cân nặng là 310g. Giá 100.000. 19. 100.000. Tiếp theo là một cây cần Shimano Holiday số 13 nha mọi người. Đấy. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 85% trở lên. Đấy, dàn phan này. Ủa, phan thì coi như hư hết rồi mọi người. Còn được một cái phan này, phan này còn ngon. Còn được một cái phan này với một cái đầu vô Fuji này. Đấy. Cái này đầu khá là to cứng. 1, 2, 3, 4. Nó có 4 đoạn tất cả. Đây, bát Fuji FX7 nhé. Fuji FX7 này. Dài 3m8, thu vào là 1m11. Đường kính đục đỉnh của nó là 2,6 ly. Cân nặng là 340g, giá 130.000. Cần này cần số 20. Đấy, rồi. Số 20 này cũng kết thúc những sản phẩm trong video này của mình rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Đồ cao thì mình sẽ ship code nha mọi người, ship code. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship. Và khi trước khi mọi người nhận hàng thì bắt buộc mọi người phải mở hàng ra kiểm tra kỹ lưỡng, xem là hàng có bị gãy vỡ hay lỗi hay là bị sai sót như thế nào so với trên video của mình hay không, để liên hệ xử lý ngay lúc đó nha mọi người. Còn mình không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi với thông báo cho mình là thế này thế kia, rất khó cho mình xử lý. Nên là thành ra mọi người có nhân viên tới phát hàng, mọi người mở ra kiểm tra hàng luôn, có trục trặc gì thì liên hệ mình, có thể là hoàn hàng hoặc là xử lý bồi thường như thế này thế kia. Đấy là ngay lúc đó luôn, chứ còn sau này thì mình sẽ không xử lý được cho dù khách quan cũng đứa nha mọi người. Đấy, nói cho đỡ mất lòng.